Chào mừng các bạn đã đến với Mr. Zero, kênh bóng đá vui nhộn. Ở đây, chúng tôi tập hợp rất nhiều các tình huống từ những pha bóng đẹp ngắt ngay đến những màn cười ra nước mắt từ các ngôi sao trên toàn thế giới. Và nếu bạn là một fan bóng đá chính hiệu, đừng quên hãy like, share và subscribe cho channel của mình nhé. Xin chào! Mày lừa bố mày. Fair play nghĩa là chơi công bằng, chơi đẹp. Đó là từ thường dùng để đề cập đến các hành vi, hành động chơi đẹp mà FIFA vẫn luôn đề cao trong các trận đấu. Nếu bạn chú ý, trước khi trận đấu diễn ra, đi trước hai hàng cầu thủ hai đội là lá cờ fair play màu vàng, ngụ ý về một lời nhắc nhở các đội tuyển phải chơi đẹp trong các giải đấu với tinh thần thượng võ. Thế nhưng, khi mà chiến thắng quan trọng hơn tất cả, các cầu thủ có thể sử dụng các thủ đoạn để đánh bại đối thủ. Từ đó, lịch sử bóng đá thế giới lại chứng kiến những màn ăn vạ tệ hại và hài hước, những pha chơi bóng bằng tay và cả những trò bẩn bựa trên sân cỏ. Chúng ta hãy cùng điểm qua những tình huống như thế và chúc các bạn có những giây phút thư giãn qua video sau đây. Rafael da Silva đã phải lĩnh thẻ đỏ ở phút 89 trong trận đấu giữa Man United và Chelsea sau một tình huống thể hiện quá rõ sự manh rảnh của David Luiz. Từ những pha vung tay cho đến tình huống ngã chuẩn như trong phim, tất cả hoàn hảo đều nằm trong dự liệu của David Luiz. Và Rafael giống chú cừu non trước một con cáo già. Trung vệ bên phía Chelsea đã nở một nụ cười đầy mãn nguyện sau khi hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình. Bàn thắng kiểu ăn cắp trứng gà của Nacho trong chiến thắng 4-1 của Real trước Sevilla vào ngày 15 tháng 5 năm 2017 đã gây ra nhiều tranh cãi về tính hợp lệ của nó. Trọng tài đã cho Real Madrid hưởng quả đá phạt trực tiếp sau khi Asensio bị phạm lỗi trước khu vực cấm địa của Sevilla. Khi các cầu thủ của đội khách vẫn đang thiết lập hàng rào thì Nacho bất ngờ thực hiện cú đá chớp nhoáng làm tung lưới Sevilla trong sự ngỡ ngàng của những ai chứng kiến. Mặc dù pha bóng đó hoàn toàn đúng luật nhưng không đẹp chút nào với tinh thần fair play. Simon Daly của Club Brugge khiến đồng đội ngỡ ngàng với tình huống nhòi người cản phá bóng như một thủ môn trong trận gặp MU ở vòng 32 đội Europa League. Thủ môn Simon Mignolet vẫn còn đứng đấy trong khung thành, nhưng không hiểu sao trung vệ này lại quyết định bay người, giang tay cản bóng ngay trong vòng cấm. Trọng tài chính đã cẩn thận tham khảo VAR và nhận thấy Daly cố tình dùng tay cản bóng nên quyết định truất quyền thi đấu của cầu thủ này. Ngoài cái chân trái ma thuật thì Rod Bell còn có biệt tài ăn vạ lừng danh thế giới. Một trong những pha ăn vạ nổi tiếng nhất của Rod Bell chính là trong trận đấu với Mexico tại World Cup 2014. Pha ăn vạ đó của Rod Bell đã đem về cho Hà Lan quả penalty quý giá giúp họ loại Mexico ở vòng 1/8 năm đó. Tuy nhiên, chiến thắng đó của Hà Lan thực sự chẳng vẻ vang gì và bản thân Rod Bell cũng bị chỉ trích nặng nề sau trận đấu. Phút thứ 120+1 trong trận tứ kết giữa Uruguay và Ghana tại World Cup 2010, tiền đạo Suarez đã chơi như một vận động viên bóng rổ, dùng hai tay cản một đường bóng chắc chắn thành bàn cho Ghana. Trọng tài đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Suarez và một quả phạt đền cho Ghana. Tuy nhiên, quả phạt này không thành công khi bóng bật xà ngang mở ra cơ hội sống sót cho Uruguay. Với người Uruguay, hành động của Suarez là dũng cảm, nhưng rõ ràng bàn tay chúa của Suarez đã đi ngược lại với tinh thần thượng võ trong thể thao. Cristiano Ronaldo đã có một pha bóng làm xấu đi hình ảnh của chính mình sau màn uổng công ăn vạ trong trận Real gặp Milan tháng 11 năm 2010. Sau khi bị Abed vung tay vào cổ, Ronaldo bèn ôm mặt như thế vừa bị dính phải một cú đấm. Nhưng trọng tài Howard West đã không bị đánh lừa, ông chỉ gọi hai cầu thủ lại để nhắc nhở. Lão tướng của Manchester United, Bosco, từng có một pha chơi bóng truyền đẳng cấp trong trận tranh siêu cúp châu Âu năm 2008. Phút 90, trong một pha không chiến, Bosco dùng tay để hất bóng vào khung thành đối thủ. Không may mắn như Maradona hay Messi, bàn thắng của Bosco không được công nhận và anh còn phải nhận một chiếc thẻ đỏ vì lỗi cố ý dùng tay chơi bóng. Thủ thành Martin Hit của câu lạc bộ Augsburg đã gây tiếng vang tại Bundesliga khi xuất sắc cản phá thành công quả phạt đền bên phía đối thủ. Trong đó một phần nhờ vào mánh lưới Hit đã sử dụng trong tình huống này. Lúc mọi người còn đang tranh luận với trọng tài, Hit dùng mũi giày, gót giày xoáy sâu xuống mặt cỏ tạo thành một vết lõm nhỏ ở bên trái điểm đá phạt. Cầu thủ Anthony Modeste của FC Köln bị trượt chân trụ dẫn đến cú sút không có lực và độ chính xác cần thiết nên Hit dễ dàng cản phá.
Hậu vệ Steve Cook đã bay người cản phá một bàn thua trông thấy cho Bournemouth trong trận đấu với Norwich vòng 23 ngoại hạng Anh. Song tất nhiên đó là pha bóng phạm luật khi dùng tay chơi bóng trong vòng cấm và Cook phải nhận một tấm thẻ đỏ khá sớm. Kỳ tích thần thánh nhất lịch sử Champions League mùa giải 2016-2017 đã ghi tên Barcelona với chiến thắng ngoạn mục 6-1 trước PSG, qua đó lội ngược dòng vào tứ kết mùa giải đó. Tuy nhiên, chiến công của gã khổng lồ xứ Catalan phần nào cũng bị vấn đục bởi sự ưu ái quá đà của trọng tài. Đặc biệt, trong tình huống thổi penalty cuối trận khi kịch sĩ Suarez diễn xuất sau pha tranh chấp trong vòng cấm với Marquinhos. Trong chiến thắng 1-0 của Real trước Man City năm 2016, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã có pha cố gắng ghi bàn bằng tay rất phản cảm. Pha làm bàn theo kiểu bàn tay của chủ này khiến anh bị biến thành trò cười trên mạng xã hội khi cho rằng Ronaldo muốn học theo Diego Maradona. Bàn thắng bằng tay của Diego Maradona vào lưới thủ thành Peter Shilton tại World Cup 1986 được xem là khoảnh khắc gây tranh cãi nhất, nếu không muốn nói là bẩn thỉu nhất lịch sử bóng đá. Mà sau đó nó được chính Maradona gọi là bàn tay của Chúa. Sau pha lập công này, Argentina giành chiến thắng 2-1 ở trận tứ kết trước tuyển Anh. Thế nhưng, Maradona cũng bị ốm nặng một trận bởi sự dằn vặt. Đầu tháng 6 năm 2007, bàn thắng mang tên bàn tay của Chúa được Messi tái hiện. Anh định bật cao đánh đầu nhưng không đủ tầm chạm bóng. Vậy là anh kín đáo vung bàn tay trái trúng vào trái bóng, khiến mảnh lưới Espanyol phải rung lên. Bàn thắng của Messi được trọng tài công nhận, nhưng hình ảnh của ngôi sao người Argentina sau đó bị ảnh hưởng ít nhiều vì bàn thắng gây tranh cãi. Những tranh cãi đã đổ ra sau chiến thắng của Liverpool trước Crystal Palace ở vòng 29 Premier League vào tháng 3 năm 2016. Liverpool được hưởng quả phạt đền đầy tranh cãi do Christian Benteke mang lại. Trong tình huống này, trung vệ Delaney của Crystal Palace đã áp sát từ phía sau nhưng hầu như không chạm vào đối thủ. Tuy nhiên, Benteke đã ăn vạ rất khéo và khiến trọng tài Andre Mariner mắc bẫy quyết định cho Liverpool hưởng quả 11m. Sau trận đấu giữa Brazil và Mexico ở vòng 1/8 World Cup 2018, Neymar bị không ít người mỉa mai bằng cách kêu gọi trao tượng vàng Oscar cho anh trước màn diễn kịch như thể sắp chết đến nơi. Sau khi cầu thủ Mexico có động tác đá vào chân phải của Neymar, cầu thủ người Brazil nằm lăn lộn trên sân, ôm chân nhăn mặt như thế, vừa phải chịu một pha vào bóng khủng khiếp từ đối thủ.
Vừa rồi chính là những tình huống về các mánh khóe lẫn những màn xử lý từ thô thiển đến ma mảnh khiến đối phương phải ấm ức trong một số trận đấu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.